Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 4 Hồi ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Can, trong cuốn Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968. Tập 4 Lòng Dân. Đêm 30, trời tối quá, gió xuân lạnh lạnh từ phía sông Sài Gòn thổi vào. Còn vài tiếng nữa thì đón giao thừa, nhưng xóm làng vắng tanh. Thỉnh thoảng, một trái pháo sáng vọt lên không trung, lơ lửng như con cú vọ soi mói. Qua ánh sáng, tôi thấy Tám Phương và Tư Thành, Tiểu Liên cầm tay, mắt dán về phía chốt Mỹ, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh tôi, Ba Hoa, Năm Hải, Hai Quang đang chia nhau gói gạo sấy. Bốn người tựa lưng vào nhau cho đỡ lạnh. Ba Hoa đưa ý kiến. Đêm nay mình ở trên này thức đón giao thừa, rồi hãy xuống hầm, nhen anh Tư. Năm Hải nói. Chút nữa, Bảy Phẩm làm việc xong, mình cùng vào xóm, mò lại nhà bác Bảy, kiếm chút ít bánh trái gì ta đón giao thừa chứ. Tết mà, ăn gạo sấy, nhai rạo rạo thế này, thì chán lắm. Hai Quang đưa chai nước lạnh lên, uống một hơi rồi nói. Có đủ không khí để thở như thế này là tốt lắm rồi, ăn gì cũng được. Nhớ lại lúc chiều, thật ngợp muốn chết. Nếu không nghe lời anh Tư mà lên thì... Tôi cười. Thôi, anh em nhắc lại chi chuyện đó. Bây giờ hãy suy nghĩ xem chúng ta sẽ tổ chức đón giao thừa xuân 1967 này như thế nào? Sương xuống đã nhiều, chiếc khăn rằn trên đầu tôi thấm ướt. Năm nay đến giờ này mà chưa nghe tiếng pháo Tết. Quả là bọn Mỹ đang đem khí lạnh của thần chết trùm lên trên cái làng Phú Hòa Đông dũng cảm, bất khuất này. Kẻ thù đưa hai bàn tay lông lá ra quyết cản mùa xuân. Nhưng chúng làm sao được? Chốc nữa đây, Chúa Xuân sẽ đường hoàng đỉnh đạt đến với đồng bào trong và ngoài ấp chiến lược. Đến với chúng tôi, những người chiến sĩ cách mạng, đêm nay đang ngồi nhai gạo sấy đón xuân sang. Tôi không rời súng, lòng tràn hy vọng hướng về một mùa xuân bất diệt của dân tộc. Chắc chắn ngày ấy không còn xa lắm đâu. Đang suy nghĩ miên man, tôi nghe đồng chí Phẩm, đài trưởng máy, vô tuyến điện đưa ý kiến. Đến giờ liên lạc rồi đó anh Tư. Được, Phẩm bắt đầu lên máy đi, tôi đáp. Phẩm với Thành chui xuống địa đạo. Tôi nghe hai người phụ nhau đưa cái máy ra gần miệng hầm. Thành ném cuộn dây anten lên, Ba Hoa và Đạo kéo dây ra xa mặt đất theo hướng đã định. Ngồi gần bên nắp địa đạo, tôi hồi hộp theo dõi, lắng nghe. Lần nào cũng vậy, tim óc tôi như dính liền với cái máy vô tuyến điện mà Phẩm đang thao tác. Bắt đầu là tiếng rú êm êm của các núm chỉnh lưu, sau đó là tiếng gõ ma níp của Phẩm. Gõ rồi ngưng, ngưng rồi lại tiếp tục, cho đến khi từ dưới địa đạo Phẩm nói lên. Được rồi anh Tư. Nghe thấy thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự liên lạc thông suốt với cấp trên đối với nhóm công tác lẻ như chúng tôi thật là gay, nhất là trong những lúc khó khăn như vậy. Tôi hình dung từ trên căn cứ R, các đồng chí lãnh đạo của phòng tình báo như anh Tám Mỹ, anh Sáu Trí cũng đứng bên máy để theo dõi sự tồn tại hoạt động của cụm chúng tôi trong vòng vây bọn Mỹ. Qua tín hiệu vô tuyến điện, chúng tôi thường xuyên báo cáo về trên nội dung tài liệu, tin tức mà anh chị em cán bộ điệp báo nằm trong bộ máy chính quyền Mỹ ngụy thu thập được. Cũng qua tín hiệu vô tuyến điện, chúng tôi nhận được chỉ thị công tác mới và những lời khích lệ động viên của các đồng chí trong đảng ủy và thủ trưởng phòng. Do đó, đối với tôi, người cụm trưởng tình báo, không có gì sung sướng bằng nghe tiếng ma níp của Phẩm
nhịp đều đều và tiếng tín hiệu êm êm từ đài bạn trên rừng xa vọng đến. Còn đối với bọn Mỹ, tôi biết tín hiệu vô tuyến điện của chúng tôi cũng đập mạnh vào đài theo dõi của chúng đặt đằng kia trong chốt đóng quân. Cách chúng tôi không quá 200 mét. Chúng đã bao vây, lùng sục cái ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông này hơn 20 ngày rồi. Chúng đem cả xe ủi rừng của công binh đến cày xới tung lên, nào phá lùm bụi, nào là gom chà chôm, tưới xăng lên đốt hết. Tưởng chừng con trùng con dế cũng không sống được. Thế mà đêm nào cũng như đêm nào, những tín hiệu từ một đài của Việt Cộng đặt rất gần, vẫn hiên ngang đỉnh đạt dội vào tai chúng, làm chúng phát điên lên được. Từ đó, thằng Thông Ngôn đã nói với dân trong xóm: ở đâu có ngừng bắn thì cứ việc ngừng, như đã thỏa thuận với Việt Cộng. Còn tại cái xã chết tiệt này thì không ngừng bắn ăn Tết nhất gì cả. Mấy ông Mỹ quyết bắt sống cho được toán Việt Cộng nằm vùng có điện đài rồi mới chịu rút quân. Hoàn thành xong ca liên lạc, phẩm cho cuộn dây anten, thu dọn máy, đưa vào sâu trong hầm. Trong bức điện chuyển về cấp trên đêm nay, sau phần tin tức tình báo của các đồng chí cán bộ mặt từ trong thành phố gửi ra, tôi có báo cáo về tình hình đoạn địa đạo của chúng tôi, về sự bao vây, truy lùng ráo riết của bọn Mỹ và đề nghị cho chúng tôi chuyển tạm về căn cứ dự bị để tránh tổn thất, và thủ trưởng phòng tình báo đã chấp nhận. Sau ca lên máy lúc 12 giờ đêm, đồng chí Quang, đại đội phó, phụ trách cơ yếu, đưa cho tôi xem bức điện mà đồng chí vừa dịch xong, nội dung như sau: đồng ý cụm A18 di chuyển tạm về Bời Lời, anh Tư Cang vào thành phố, duy trì liên lạc bằng cửa ngõ A20 đến khi có lệnh mới. Ngoài công tác thường xuyên, anh Tư quan sát kỹ, tìm hiểu sự bố phòng của địch trong dịp Tết. Qua Tết có một báo cáo tỉ mỉ về phòng. Vừa lúc ấy, hai đồng chí Nam Hải và Ba Hoa đi trong xóm về, có hai người bưng hai thúng thức ăn theo sau. Đó là thím Ba Đệt, vợ đồng chí Ba Thanh, một cán bộ bên cụm bạn, và cô Út Rảnh, vợ của Tư Thành. Nam Hải lấy tấm ni lông trải xuống đất, hai người phụ nữ soạn thức ăn ra. Trời tối quá, không rõ món gì, cũng nguội lạnh rồi, không còn bốc hơi nữa để mà đón mò. Thím Ba nói: cúng ông bà xong, bà con nhớ đến các anh, cử chúng tôi đem ít món ra để các anh ăn Tết. Ngừng một chút, thím nói tiếp: Tết này giặc đóng quân gần quá, các anh ăn quấy quá vậy thôi. Trước tấm lòng người dân vùng tạm bị chiến, chúng tôi vô cùng xúc động. Bọn Mỹ dùng mọi sức mạnh của kỹ thuật tân tiến Hoa Kỳ ráp tâm các lực lượng võ trang ra khỏi dân, ủi phá sạch địa hình để làm chúng tôi trơ trọi, không tồn tại nổi ở vùng ven đô, phải bị bật về phía rừng sâu hầu bảo vệ an toàn cho hậu phương của chúng. Nhưng nào có được, ý đảng, lòng dân, dũng khí người chiến sĩ cách mạng đã thắng. Ưu điểm hơn mọi bữa là mỗi người có được một cái chén, một đôi đũa đàng hoàng, lại có kèm sĩ rượu đế, nếp mới, đậm đà hương vị ngày xuân. Mò mà gấp, âm thầm mà ăn, đưa vào miệng mới biết món gì. Mấy tô măng khô hầm giò heo, một đĩa tôm kho với đậu hũ và thịt ba rọi. Cũng không quên món thịt kho tàu, dưa giá quen thuộc trong bữa ăn ngày Tết. Ăn xong, tôi phổ biến nhiệm vụ. Chỉ thị cấp trên, ngày đêm nay, các đồng chí đi về Bời Lời, tôi ra thành phố, sẽ liên lạc nhau ở cửa ngõ Trảng Bàng, theo đường dây A20, tạm ngưng các ngõ Phú Hòa Đông một thời gian. Một phút im lặng, không ai nói gì.
không thấy mặt nhau, nhưng tôi biết anh em đang buồn, đang lo lắng cho tôi. Hơn 20 ngày nay, chúng tôi cùng bám trụ trong đoạn địa đạo này để duy trì công tác. Nay tạm phân ly, một mình tôi xông thẳng vào thành phố đầy mỹ ngụy. Còn anh em thì lui về một căn cứ an toàn hơn. Tôi nói tiếp, anh em phải chuẩn bị khẩn trương để nhanh chóng vượt qua vòng vây bọn Mỹ. Trước khi trời sáng, anh em phải đến được Nhuận Đức. Đồng chí Hai Quang thay tôi chỉ huy trưởng, Nam Hải phó. Tôi nghe tiếng Nam Hải hỏi tôi, còn anh sẽ ra thành bằng cách nào? Và trong khi chờ đợi người trong thành ra đón anh sẽ sống ra sao? Ở đâu? À, đúng là tôi chưa suy nghĩ hết kế hoạch hành động tiếp theo. Bằng cách nào để ra thành phố thì dễ thôi. Tôi đã từng ra nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng còn từ bây giờ tới lúc ra, Nam Hải nói đúng, ở đâu, sống ra sao? Đơn vị đi rồi, miệng địa đạo sẽ được lắp lại, ngụy trang kỹ để sau này có mà dùng. Còn lại tôi một mình trong vòng vây bọn Mỹ, giữa vùng đất bị cày xới tung lên này, tất nhiên là phải vào sống trong dân. Tôi hỏi, anh em biết trong những nhà quen xóm này, nhà nào có hầm bí mật không? Đạo nói, anh tư lại nhà tôi, đằng đó có hầm bí mật, má tôi sẽ chỉ miệng cho anh. Hầm dài lắm, hồi còn ở nhà, hai anh em tôi đào, từ dưới bếp ra đến tận bụi tầm vong ngoài vườn lận. Như vậy là khó khăn đã được giải quyết. Tôi nói, tôi sẽ đến đó, anh em cứ yên tâm mà đi, đừng lo cho tôi. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Truyền thống cụm mình là không bao giờ đứt liên lạc mà. Còn một ít bánh, thím bà lấy dây cột sâu lại cho anh em. Tư Thanh khều út rảnh ra xa, thầm thì tâm sự. Tội nghiệp, đôi vợ chồng trẻ, chỉ có dịp âm thầm gặp nhau trong những phút ngắn ngủi như vậy, lại phải sắp xa nhau. Phẩm và Ba Hoa chui xuống địa đạo, phụ đưa máy vô tuyến điện lên, cho vào túi có quai mang, cột lại cẩn thận. Sau khi mọi người lấy xong đồ đạc của mình, Nam Hải đẩy nắp lại và ngụy trang. Địa đạo như một người thân, không muốn chia tay, không muốn để bọn Mỹ chà đạp giày xéo. Nhưng thôi, hãy tạm biệt, các anh sẽ trở lại, chúng mình sẽ lại chung sống với nhau. Hai người phụ nữ bưng thúng, chén, đũa trở về xóm. Tôi trao khẩu súng ngắn cho Ba Hoa, chỉ giữ lại cho mình một quả lựu đạn. Sau khi ôm hôn và siết tay thân mật, các dũng sĩ khoác súng, mang máy lên đường. Tôi dặn với, mỗi người chia một hai cái bánh để phòng lạc có mà ăn. Đừng tập trung cho một người sách như thế. Giọng Hai Quang cảm động. Được rồi anh Tư, chúc anh Tư mạnh. Đồng trống hoang tàn, tôi cố dán mắt nhìn theo bóng đồng đội bị hút vào đêm tối mông lung, dày đặc. Tôi còn ngồi một mình, không biết bao lâu, chờ đèn dù của Mỹ bắn lên, rọi sáng để nhìn theo hồi hộp. Một lúc lâu, không nghe tiếng súng, thế là anh em đã vượt qua vùng nguy hiểm rồi. Giờ đây, tôi mới thấm hết sự mệt mỏi của nỗi cô đơn. Đêm đã về khuya, lạnh. Ngoài kia, dọc theo đồng bưng, ven sông Sài Gòn, con vạc lẻ bạn kêu lên những tiếng não nề, buồn tẻ. Tôi ngã lưng trên một gốc tre lấy lại sức. Xung quanh, cỏ cây bị dập úa, đất bị cày xới. Dầu máy của xe công binh Mỹ, ban chiều qua đây rơi vãi. Tất cả quyện lại thành một mùi hăng hắc khó chịu. Mũi, bù mắt vo ve đốt, gây ngứa khắp người. Tôi cũng không buồn đuổi chúng. Ôi, làng xóm trù phú như thế, mà dưới bàn tay bọn Mỹ
đã biến thành cảnh hoang tàn đổ nát. Biết ngày nào màu xanh tươi mát mới trở lại với quê hương. Lòng xót xa vô hạn, tôi thầm đọc mấy câu thơ hay của nhà thơ Tố Hữu. Ơi đất mẹ hiền từ yêu quý, có nơi đâu trên trái đất này như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan góc dạng dày. Chòm sao cày đã chết quá về phía tây. Tôi đứng dậy, lững thững đi vào xóm dân. Thật vắng lặng. Đồng bào đã giết chó hết rồi. Cũng dở mà cũng hay. Dở là bọn Mỹ có đi rình rập, mình cũng không biết. Còn hay là mình đi đến đâu cũng được im. Nhà của đạo đây rồi. Lách qua lu nước, tôi gõ nhẹ mấy tiếng vào tấm vách buồn ngủ. Nghe tiếng trở mình bên trong, nhưng không ai lên tiếng. Tôi đưa miệng vào, sát kẹp vách ván, khẽ gọi. Chị Tám, chị Tám. Tiếng đáp từ bên trong cũng vừa đủ nghe. Ai đó? Tôi. Chú Tư, Tư Càng đây chị Tám. À. Người trong nhà bước xuống giường và rón rén đi về phía cửa sau. Tiếng rút chốt cửa thật là nhẹ. Tôi đã lọt vào trong nhà. Chốt cửa được cài lại cẩn thận. Cây đèn dầu trên bàn thờ được vặn tim cao lên một chút. Thắng, em của đạo, vừa lồm cồm ngồi dậy thì chị Tám đã ấn nó nằm xuống, kéo tấm mền phủ lên đầu. Chị Tám hỏi nhỏ, chú Tư đi đâu khuya vậy? Thằng đạo cùng với anh em đi về rừng trên rồi. Tôi báo cho chị biết để khỏi biểu tụi nhỏ đem cơm cho bọn này nữa. Còn tôi phải ở lại đây 1-2 ngày chờ móc người trong Sài Gòn ra đưa vào thành công tác. Thằng đạo nói ở đây có cái hầm bí mật còn tốt. Tôi ở tạm nhà chị 1-2 bữa. Chị thấy được không? Chị Tám có vẻ lúng túng. Không được đâu chú Tư ơi. Cái hầm tuổi trẻ đào sơ sài lắm. Chúng nó đào để trốn lính mà. Giặc có bắt được. Đối cùng là tụi nó đi lính. Còn chú Tư, ai để chú Tư chui xuống cái hầm như vậy? Gay quá ha. Thôi chị Tám, chỉ cho tôi xem đi. Tôi biết là chị rất nhiệt tình đối với tôi. Anh với chị đã cho 2 đứa con trai lớn là thằng Đào và thằng Đạo đi với đơn vị tôi rồi còn gì. Tên thật của 2 đứa ở nhà là thằng Tôn và thằng Hiến. Vào đơn vị lúc ấy có phong trào thi đua đào địa đạo và phải đổi tên để giữ bí mật, nên tôi đặt tên anh lớn là Hồ Xuân Đào, em nhỏ là Hồ Minh Đạo, còn Tư Thành có biệt danh là Địa rồi. Chị Tám cũng vui lòng chịu ý tôi. Chị đưa cây đèn về phía bếp, đặt nó xuống đất, bưng nồi cháo heo và đẩy cái bếp lò sang một bên. Con mèo đang ngủ trên đống tro uể oải đứng dậy, uống mình, kêu meo meo. Chị đập nhẹ vào lưng nó. Nó phóng lên trên củi đựng thức ăn, nhìn xuống. Chị Tám lấy cây chổi rơm quét sạch tro, rồi thò tay xuống móc lên một sợi dây kẽm. Đó là quai của nắp hầm. Chị dạng chân ra, lấy sức nhấc bổng lên. Bên dưới một lỗ đen ngòm. Chị bảo, chú Tư xuống coi đi, thấy trốn được thì trốn, theo tôi không chắc ăn đâu. Tôi chống tay trên miệng hầm, nhẹ nhàng đưa 2 chân xuống trước. Hầm sâu đến trán. Sau khi tôi đứng vững, chị Tám trao tôi cây đèn dầu. Tôi vặn tim cho sáng một chút, rồi lom khom lần bước trong con đường hầm. Chắc lâu không có mở nắp cho thoáng nên có mùi ẩm mốc. Những con vũ nữ phóng loạn xạ trên mặt, trên tay và khắp người tôi. Đó là một loại côn trùng giống như con dế nhưng có bộ cẳng cao hơn, thường sống dưới hầm sâu. Chiến sĩ chúng tôi vui tính
gọi chúng nó bằng tên đẹp như vậy. Vì ngoài chúng ra, trong hầm còn ai đẹp hơn để làm bạn với mình nữa? Đường hầm dài thật. Từ nhà dưới, ăn xuyên qua nhà trên và trổ luôn ra ngoài vườn như đạo đã nói. Nhưng một nhược điểm cơ bản là hầm đi suông đuột, không có nắp trầm, nắp bổng gì cả. Trốn thì được, nhưng nếu giặc xom phát hiện được nắp hầm thì không đánh trả được mà bị bắt hoặc chịu chết. Nếu chủ nhà gan lì thì cũng trốn tạm được, tôi thầm nghĩ. Nhưng đợt này chị Tám là một phụ nữ, lại có thái độ ngại ngùng ban đầu. Chị nói thật cũng có, mà sợ cũng có. Tám tôi không bao giờ làm phiền người dân khi người ta không muốn. Tôi trở ra miệng hầm, đưa cây đèn lên rồi chống hai tay, đu người lên mặt đất. Chị Tám nói đúng, dân thường trốn thì được, chớ việc cộng như tôi thì không được. Chị nghi trang lại giùm tôi. Với giọng đầy thương xót và lo lắng, chị Tám hỏi, vậy chú Tư đi đâu bây giờ? Tôi trở ra địa đạo. Chú trốn một mình à? Tôi không trả lời được, vì thật ra tôi chưa biết phải đi đâu. Tôi chỉ chào tạm biệt chị, và chị Tám rút nhẹ chốt cửa. Tôi lẹ làng lách ra, cũng không một tiếng động như lúc đi vào. Còn gà trống trong chuồng vỗ cánh phành phạch trước khi gáy làm tôi giật mình. Trong xóm, tiếng gà hưởng ứng rời rạc. Có lẽ đã quá 2 giờ khuya rồi, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa để tôi quyết định một giải pháp. Có khi bọn trinh sát Mỹ hành quân sớm lắm. Đôi chân ẻ oải đưa tôi đi về phía địa đạo. Lòng suy nghĩ lung lắm, mở nắp hầm trở lại để chui xuống trốn nữa hay làm thế nào? Trốn nữa thì cũng được, nhưng bị động chết. Nhiệm vụ trên giao là phải ra ngay thành phố kia mà. Có một điểm mới trong chỉ thị công tác là phải quan sát tại chỗ sự phòng bị của giặc trong Tết để báo cáo về cấp trên. Như vậy, để chậm vài ngày qua Tết là mất thời cơ. Lòng đã quyết, tôi rẽ ngoặt qua trái, đi về phía xóm dân. Địa hình địa vật bị xe Mỹ ủi phá mấy bữa nay đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, men theo những con đường mòn, hai bên có hàng rào dâm bụt, một đoạn có bụi tầm vong che mát, mùa mưa có nhiều măng. Bây giờ thì không còn nữa, tôi chỉ còn nhìn theo bóng cây gòn giữa xóm mà định hướng bước băng băng trên khoảng trống hiu quạnh. Chân va vào những đống đất cày hay phải vòng tránh một gò mã đá bị đào xới tung lên. Còn cách bìa xóm hơn 200 thước, bỗng tôi nghe một tiếng động lạ. Tức khắc, có hai cánh tay vạm vỡ xông đến, ôm sắp lấy tôi từ phía sau. Giặc phát hiện ra có sự tồn tại của những người lính. Việc chúng phát hiện ra có tín hiệu liên lạc vô tuyến càng làm cho chúng quyết tâm hơn trong việc lùng bắt những người chiến sĩ cách mạng. Để đối phó với sức mạnh của chúng, cấp trên đã ra lệnh cho các chiến sĩ lui quân tìm nơi an toàn. Nhưng ông Tư thì lại được lệnh trở lại vùng nguy hiểm. Không rõ sự thể sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón đọc tiếp ở phần 5, trực tiếp giáp mặt lính Mỹ.